em bé trong bụng phụ thuộc vào nước ối để có được dinh dưỡng. Nước ối ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi. Đó là lý do các bác sĩ khuyên mẹ bầu phải uống nhiều nước hơn khi mang thai. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người bình thường cần uống khoảng 1.500ml nước mỗi ngày, còn mẹ bầu cần uống từ 1.500 đến 2.000ml nước mỗi ngày trong 3 tháng giữa mang thai. Ở 3 tháng cuối, mẹ bầu cần giữ mức uống ở khoảng 1.000 đến 150ml mỗi ngày. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng cần lưu ý một số điều sau khi uống nước. 1. Uống nước ấm. Thân nhiệt của mẹ bầu cao hơn bình thường nên một số bà mẹ khi mang thai thường hay có sở thích muốn uống đồ lạnh, nước mát hoặc ăn kem để giải nhiệt, nhưng đây là hành vi không nên. Bên cạnh đó, có một số mẹ bầu không thích uống nước nên cho rằng có thể thay thế bằng các thức uống khác như trà, cà phê, nước ngọt có ga. Tuy nhiên, đây là những loại có chứa đường vượt quá 5%, hoàn toàn không thích hợp cho mẹ bầu. Tốt nhất, mẹ bầu nên uống nước ấm khoảng 40 độ để không gây khó chịu, đồng thời cũng làm dịu cơn ốm nghén ở một mức độ nào đó. 2. Uống với lượng ít và chia ra làm nhiều lần. Trong 3 tháng đầu, mẹ bầu sẽ hay thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ, sức khỏe. Vì thế, nhiều người hạn chế uống nước để không phải đối diện với tình trạng này. Thực tế, việc nhịn không uống nước để đỡ phải đi tiểu nhiều là cách làm không đúng. Mẹ bầu nên uống mỗi lần một lượng ít nước, nhưng chia làm nhiều lần. Việc uống cách xa như vậy sẽ có lợi hơn cho sự phát triển của trẻ trong bụng. Nếu mẹ bầu cảm thấy quá mệt mỏi với việc phải thường xuyên đi vệ sinh vào ban đêm do uống nhiều nước, thì trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng, mẹ bầu không cần phải uống nước, nhưng đảm bảo số lượng nước uống trong ngày vẫn theo tiêu chuẩn là được. 3. Không phải chỉ uống nước khi thấy khát. Uống nước là chuyện quan trọng, bạn không nên đợi bao giờ thấy khát thì mới uống, vì khi cảm thấy khát, nghĩa là cơ thể đã thiếu nước thì mới gửi đi thông điệp như vậy. Trong khi đó, em bé trong bụng thì cần có nước, do đó bạn nên duy trì thói quen uống nước thường xuyên thay vì chỉ uống khi khát. 4. Không phải uống nước đắt tiền mới tốt. Chất lượng cuộc sống của con người ngày càng tăng lên, nhiều người sẵn sàng chi tiền để có những thứ tốt cho mình. Bởi vậy, một số người cho rằng nước khoáng đắt hơn sẽ tốt hơn. Nhưng điều này không đúng với mẹ bầu. Không phải những loại nước đắt tiền là phù hợp để mẹ bầu uống, quan trọng vẫn là uống đủ nước. 5. Đừng uống quá nhiều nước. Một số mẹ bầu hiểu rằng nước là cần thiết cho phụ nữ mang thai, nhưng chính vì thế mà họ lại cho rằng càng uống nhiều nước càng tốt. Câu trả lời là cái gì quá cũng không tốt, mọi thứ nên có giới hạn. Nếu mẹ bầu uống quá nhiều nước trong một lần, nó sẽ sớm bị thải ra ngoài mà chưa kịp ngấm vào cơ thể để bổ sung nước. Hơn nữa, việc uống quá nhiều nước khiến mẹ bầu phải đi vệ sinh liên tục, ảnh hưởng tới giấc ngủ của bản thân và thai nhi hoàn toàn không tốt một chút nào. Trong quá trình mang thai, mẹ bầu không chỉ phải duy trì hệ tuần hoàn của bản thân mà còn phải đảm bảo thai nhi trong bụng cũng được cung cấp dinh dưỡng và các yếu tố khác để phát triển toàn diện. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu sẽ chú ý hơn và luôn uống đủ nước mỗi ngày để có một thai kỳ khỏe mạnh.